Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Sandwich Go huyền thoại và Go 7 game. Thì bây giờ mình sẽ cho thẳng vấn đề luôn anh em mà sau khi mấy con game này sẽ kết thúc thì anh em ta sẽ chơi tiếp con game gì đây? Nếu mà anh em vẫn còn yêu mến cái con game Go huyền thoại này và vẫn muốn tiếp tục đồng hành với nó thì sẽ có hai cách để cho anh em ta có thể là trải nghiệm tiếp cái con game này. Và vẫn muốn tiếp tục đồng hành với nó thì sẽ có hai cách để cho anh em chúng ta có thể là trải nghiệm tiếp với con game này. Một là anh em chúng ta có thể là chọn cái phiên bản N nha anh em. Phiên bản N hiện tại thì bây giờ là nói chung là cũng khá là ok này mà. Bây giờ nó đang gộp server lại và nói chung là cũng rất là đông vui. Đó. 100 server thì nó sẽ gộp lại với nhau vì vậy mà vô cái tính cạnh tranh nó khá là ghê gớm này mà. Và đặc biệt là bên đây thì nó sẽ cho anh em chúng ta miễn phí những cái con tướng SP và những cái vé nạp hoàn toàn miễn phí và anh em chúng ta sẽ không mắc gì hết. Và cái phiên bản thứ hai đó chính là cái phiên bản Gomu, phiên bản 7 game, và phiên bản này thì cũng cho anh em ta miễn phí luôn và rất là nhiều các cái tài nguyên luôn anh em à. Ôi, lâu quá mà không có đăng nhập cái nãy giờ treo đi cho nên nó bị bắt phải log in lại thì phải anh em. Thì bên đây thì nó sẽ cho anh em chúng ta là những cái con tướng SP, mỗi một tuần nó sẽ ra mỗi con tướng truy nã SP này mà. Thì ở trong đây thì nó sẽ cho anh em ta là hoàn toàn miễn phí anh em ta chỉ cần tiêu kim cương đủ cái mốc thôi. Và đặc biệt là kim cương nó rất là nhiều nè mà. Hiện tại mình đang còn để tới 11 triệu kim cương đó. Đó. Thì anh em ta chỉ có tiêu khoảng tầm 7 triệu, có 5 triệu kim cương thôi là anh em ta sẽ có thể là sở hữu được cái con tướng này. Hoặc là chỉ với 200k kim cương thôi là anh em ta cũng có thể là sở hữu mỗi con tướng SP mới luôn nha. Thì cái là tùy thuộc vào đội nhân phẩm của anh em, nếu mà anh em nào mà đen quá thì chắc là bắt buộc anh em phải tiêu 5 triệu kim cương thì để có thể sở hữu được em đó nha. Thì đó là mỗi con tướng 3 sao thôi, nên mà anh em muốn lên sao tiếp thì anh em sẽ phải đợi những cái sự kiện đó nó reset trở lại, nên mà nó quay trở lại thì 4 tuần nó sẽ ra mỗi con tướng khác nhau, vì vậy mà anh em ta sẽ phải đợi xây tour để có thể là sở hữu được em đó đó. Vì vậy mà những anh em nào mà phong quan không biết là sau khi cái con game xin Go huyền thoại này sẽ kết thúc anh em sẽ chơi cái con game gì, hình như là có một cái con game cũng giống như cái phiên bản 7 game mà nữa anh em à, nhưng mà cái phiên bản bên đó như là nó không có cho miễn phí nhiều như cái phiên bản này. Vì vậy mà anh em ta thì hai cái phiên bản này cũng giống nhau thôi, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ làm về cái phiên bản 7 game đi, 7 game thì cho anh em ta nhiều hơn đó. Vì vậy mà những anh em nào mà vẫn còn yêu mến cái con game Go huyền thoại này và muốn tiếp tục trải nghiệm cái con game này á, thì anh em chúng ta có thể là qua cái con game xin đi, còn không thì anh em ta có thể qua cái con game Go huyền thoại phiên bản 7 game này để mà có thể trải nghiệm em nó. Và mình không biết là nó có thêm những cái con tướng gì mới hay không. Trước mắt hiện nay chúng ta là đã có những cái con tướng này anh em à, đó có ôi gâu đen rồi anh em à, đó có gâu đen nha anh em. Pitmom này hình như là Pitmom 3 ớt thì phải anh em, Pitmom 3 ớt, nhưng mà phiên qua bên đây thì nó lên lại hẳn là SP luôn anh em à. Thì là đây là chính là mấy con Pitmom 3 ớt thôi nha anh em, chứ không phải là Pitmom mới. Bên phiên bản Gomu thì huyền thoại thì nó có cả con biết mơ phiên bản mới nha anh em. Đây Zogawasuga này anh em à, đó bên Batman là Uta nè, Luffy tứ hoàng. Nhiều anh em bảo là chơi từ đầu đến cuối 2 năm nay luôn. Mình nó chỉ cho mỗi con tướng SP cùi bắp đó chứ lại con Luffy tứ hoàng anh em à. Quá là keyboard cũng xịn đó anh em. Hút thì nhiều thôi chứ cho không cho anh em tái gì hết. Để mà trải nghiệm anh em, cho nên là cái game nó giết nó khá là mất cân bằng anh em à. Còn đối với những anh em mà chơi bên phiên bản Sunny á, thì tiện ích thì anh em chúng ta vẫn có thể là hết được những cái con tướng xịn anh em à. Anh em chịu khó thích vé xíu thôi. Thì và xíu nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về hai cái phiên bản này để anh em chúng ta có thể xem thử là lựa chọn một cái phiên bản nào để phù hợp để có thể trải nghiệm tiếp anh em. Thì con game Go huyền thoại thì nó còn khoảng vài hôm thôi nó sẽ bắt sẽ chính thức đóng cửa rồi anh em à. Nó sẽ chính thức sập rồi. Vậy mà đến ngày hôm nay thì nó cũng không cho anh em ta bất cứ cái tài nguyên gì để có thể trải nghiệm con game này. Đó, và nó sẽ sập là coi như xong hết luôn. Và nếu ta những người mà chưa có điều kiện để có thể sở hữu được những con tướng xịn sò để có thể trải nghiệm thì nói chung là chỉ có thể xem qua YouTube thôi anh em à. Ngoài ra thì không có cách nào để có thể sở hữu được để mà trải nghiệm tiếp. Đó, ở đây thì có rất là nhiều nha anh em. Tướng nè, hình như là con Wismom này. Như là con Pitmom là như là cái con cuối cùng hết nè, Gozer nè, gâu đen nè và rất rất nhiều nha nè. Đó thì anh em ta sẽ nhìn lại sơ qua một xíu rồi sau đó anh em ta sẽ
chuyển qua một trong hai phiên bản kia mà sẽ nói chi tiết hơn. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phiên bản Sunny anh em ạ. Phiên bản Sunny thì mình đồng hành cũng khá là lâu trước khi con game Go Mobile thoại nó ra mắt luôn anh em ạ. Đó. Vì bên đây anh em ta sẽ có một cái cộng đồng khá là vui nha anh em. Và hiện tại bây giờ nó khá là sôm tụ luôn anh em ạ. Đây, bây giờ mình đã bị quýnh nó cái hạng 62 luôn rồi anh em. Đó. Giờ nó mới gộp server lại rất là đông vui anh em ạ. Và mình đang là top 1 của cái server của mình, nhưng mà sau khi nó gặp server lại thì mình bị quýnh con vậy anh em. Quýnh mình bé bá luôn anh em à. Đây là cái đội hình của mình đây. Rồi bây giờ mình sẽ vô sẽ đánh thử. Mình nghĩ chắc có khả năng là win đó anh em mày. Không gài thì mình cũng chưa có test thử cái đội hình mà mấy anh em comment về gắn bộ phật này kia, giống như trong mấy cái comment của anh em, để mà lựa cho những bạn may mắn mình tặng cạc 50k. Nhưng mà chắc là gần thôi anh em, chắc là sớm thôi mình sẽ cái video đó mình sẽ tặng cho mấy anh em nha. Thì anh em cứ comment bên trong cái video đi, mình sẽ tranh thủ tặng cho anh em. Ở đây thì mình sẽ bỏ nào bây giờ ta. Cái đội hình của mình là bao gồm In Uta, hình như là mình bỏ bớt một cái con nào đó, là mình lấy con Sengoku vô anh em à. Hình như là bỏ Jogosuga luôn thì phải, lấy con Lufinica. Có lộn, Lufitago anh em à. Bên này thì mình chưa có con Lufinica thì phải, như là mình không có chơi em đó anh em à. Rồi tiếp theo thì bên cái con game này thì anh em ta sẽ có những cái này, cái vé màu xanh này thì anh em ta sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày anh em ta làm full hết tất cả các nhiệm vụ luôn thì anh em ta sẽ được 5 vé nha anh em. Anh em ta sẽ nhận cái bốc cuối này và anh em ta sẽ để dành để mà quay cái vòng quay này để có thể là kiếm được những cái vé 1 đô. Còn bên dưới này thì anh em ta sẽ chơi cái vòng quay này và anh em có cơ hội nhận được cái giá bên dưới nha anh em, là cái vé đỏ, và anh em chúng ta có thể là sở hữu được vé 2 đô. Còn cái vé này á thì hình như là kiếp có thằng tuần, hoặc là anh em chúng ta có thể là quay xuống bên dưới này và điểm danh ở trong kia thì nó sẽ cho anh em ta vé, và anh em ta quay cái này thử cái độ nhân phẩm nên quay kiếm cái vé 5 đô. Và cái vé 5 đô này còn một cái cách để có thể sở hữu được, đó chính là anh em ta nhập kiếp có thằng tuần anh em ạ. Kiếp có thằng tuần á thì anh em ta sẽ lên trên fanpage của game này với tên là Sunny Barrett Queen Mary nha anh em. Lên đó thì thứ sáu hàng tuần thì sẽ cập nhật cái gift code. Và có một bạn nói là sao cái trang web của con game mà vô không được, để mình vô thử ấy. Thì đây là cái trang fanpage của cái con game này, và cái gift code thứ sáu hàng tuần thì sẽ update ở đây nha anh em. Và cái trang web vẫn giờ bây giờ bình thường anh em ạ. Anh em nếu mà chơi Android thì anh em tải ở đây, iOS thì anh em tải ở đây, còn tải file APK ở đây. File APK này sử dụng cho Android nha anh em, hoặc là trên giả lập máy tính thì anh em sẽ tải cái bản APK này. Còn đối với những anh em mà sử dụng iOS thì anh em click cho cái đường link này và anh em tiến hành cài đặt thôi. Và anh em chúng ta cũng cần phải xác minh là cái ứng dụng đáng tin cậy, giống như con game Go huyền thoại vậy anh em. Anh em nào mà đang chơi game Go huyền thoại trên iOS thì anh em chắc là chắn sẽ biết được cái này. Rồi ok. Đó, thì đó là cách thứ hai để anh em ta có thể sở hữu được những cái vé đó. Và ngoài ra thì anh em ta có thể sở hữu được cái vé 10 đô nha anh em. Cái vé 10 đô này thì một tháng, thường thường là một tháng nó sẽ cho anh em ta một hoặc là hai vé, một trong hai cái sự kiện á, để anh em ta tương tác để mà kiếm được những cái vé nạp. Vì vậy mà nếu anh em chúng ta chỉ việc xem cập nhật cái fanpage hoặc là xem kênh YouTube của mình sẽ khi nào có gift code hoặc là những cái sự kiện nào đó chuẩn bị có gift code á thì mình đều thông báo trong các video của mình. Vì vậy mà mấy anh em đừng quên nha. Và đây mình vừa mới quay ra được một cái vé 1 đô nha anh em. Đó, khá là dễ anh em. Cái vé 1 đô thì nói chung là có tỷ lệ ra khá nhiều, để anh em chúng ta là có nhiều cách để có thể tiêu. Anh em cố gắng tích 60 đô anh em ạ. 60 đô bắt buộc anh em ta sẽ phải có là hai cái vé 5 đô này mà, hai cái vé năm, hỏi lộn, hai cái vé 10 đô và 6 vé 5 đô nha anh em. 6 vé 5 đô. Đó, nếu mà anh em chỉ có được hai vé 10 đô thì anh em ta sẽ bắt buộc phải có thêm một số vé này. 6 vé 1 đô với lại hai vé 4 đô. Còn không thì anh em bắt buộc anh em ta sẽ phải có là ba vé 10 đô thì mới đủ để có thể là ăn được cái mốc. Mỗi lần anh em ta sẽ ăn cái mốc 60 nha. Anh em chỉ cần ăn hai lần móc 60 thôi là anh em chúng ta có thể sở hữu được con kin này. Đó, với lại những cái con tướng như Odin này, Lawano hoặc là Kid chẳng hạn anh em, Lufitago. Đó, những cái con tướng này chúng ta có thể sở hữu được bằng cách là anh em ta giới thiệu trong cái phần đổi đồ ảnh nó đâu mất tiêu chạy. Chắc là nó sẽ chắc nó reset lại rồi anh em à. Chắc là một hai hôm gì đó nó sẽ mở ra. Thì cái này thường thường nó sẽ reset. Nó có thời hạn đó anh em, chứ không phải là di chuyển anh em. Thường thường hình như nó khoảng 30 ngày hay sao.
thì sau khi khách 30 ngày sẽ biến mất, sau đó nó sẽ reset, nó sẽ cập nhật thêm những cái vật phẩm mới hoặc là những cái gì đó mới ở trong đó để chúng ta đổi đồ nha. Thì sau khi mà đổi xong thì chúng ta có thể sở hữu được những cái con tướng này nè. Đây, skin này mình không có tốn đồng nào để có thể sở hữu, nên mà Zoroasuga cũng vậy, Yamato cũng vậy, mình không có tốn đồng nào để có thể sở hữu được em luôn rồi. Odin nè, rồi Lupitago thì ngày xưa là em mà, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đổi được luôn nha. Đó, rất là nhiều con tướng Kaido nè anh em. Rồi nhiều lắm, mình sở hữu tướng là đa số là từ miễn phí, có con Uta là lúc mình nạp nhẹ nhẹ dồn xíu để mình có thể sở hữu được Uta để mà quay video lên cho anh em xem thôi, chứ ngoài ra là mấy con này hoàn toàn miễn phí nè. Để anh em chịu khó cần cù bù siêng năng thời gian thôi, để chúng ta có thể là VIP như vậy luôn anh em à. Rồi hình như là hết rồi thì phải. Rồi anh em ta sẽ qua bên cái con game phiên bản 7 game nha anh em. Bên phiên bản này thì anh em ta sẽ có cái bộ gift code anh mà. Mấy gift code thì mình quên mất rồi, hình như là anh em xuống cái video của mình để có thể xem nha. Hoặc là anh em vô trong đây để có thể là xem được những cái gift code nè. Hình như là ở đây có mã quà nè. Nhận được tất cả nè. Đó, anh em click vô đây thì nó sẽ hiện cho anh em tất cả mã quà áp dụng hiệu quả lâu dài hơn gì đó, coupon nè, cái này là cái vé phiếu nạp này kia kiểu giảm giá cho anh em thôi. Bên phiên bản này thì nó ngon hơn anh em ạ, nó ngon hơn so với phiên bản Sunny, tướng nó nhiều hơn và nó cho nhiều hơn luôn anh em, miễn phí cũng dễ lấy nữa, nhưng mà bắt buộc anh em ta sẽ phải tải cái phần mềm là 7 game của cái 7 game mình không có tiêu ta cái 7 à, đây đây cái 7 game này mà đó anh em, là nếu mà anh em không biết cái cách có thể tải được về thì anh em chúng ta sẽ xem cái video của mình hướng dẫn nha. Đây là xem lại cái video của mình đây, tải game server phiên bản 7 game mà soi thử các tướng này mà. Và em nếu bạn nào trong video này không hướng dẫn tải anh em có thể là xem thử các video ở trên ngày 2 chẳng hạn, em như là nạp đầu trải nghiệm Sony, hình như là video này thì phải nè, video này mình hướng dẫn cho anh em cách có thể tải chơi thử nè, cái này chơi thử nè, còn này hướng dẫn như hướng dẫn anh em cách tải này nè mà. Đó, anh em xem các video này để có thể tải được cái con game phiên bản 7 game nha. Cách tải 7 game rồi cái cách đăng ký tài khoản rồi này cái kia nói chung là dễ mà. Nó không như cái phiên bản như không như bên chính game. Bên chính game này anh em ta đăng ký mà cần chứng minh nhân dân Trung Quốc rồi này kia kiểu số điện thoại này kia nữa. Rất là phức tạp anh em mà. Nhưng mà game phiên bản 7 game mà đăng ký là cực kỳ dễ, nên chúng ta chỉ cần nhập cái email thôi là nó sẽ gửi cái gift code về, gửi cái mã code OTP về cho anh em qua cái số điện thoại là anh em ta có thể là sở hữu được một cái con ạc rồi. Nói chung là dễ anh em à, nó không có khó như bên kia. Còn bên đây thì anh em ta có thể điểm danh mỗi ngày để có thể nhận được con như là có Odin nha anh em, có Odin gọi con này con kia luôn. Đây hiện tại giờ đang có truy nã con Yamato và anh em chỉ việc tiêu kim cương thôi. Hiện tại giờ mình đã tiêu 5 triệu mấy kim cương nha anh em, anh em chỉ việc tiêu đủ mốc 5 triệu thôi anh em có thể sở hữu được cái con Yamato rồi anh em à. Và ngày mai không biết nó sẽ reset, nó sẽ cập nhật thêm cái con tướng gì mới trong cái phần nhiệm vụ truy nã như thế này. Đó. Thì mình chưa biết thì khi nào nó có con tướng mới thì mình sẽ cập nhật hình cho anh em xem nha. Còn bây giờ thì tiếp tục nha anh em. Bên đây thì cũng khó cho anh em ta những cái vé nạp anh em. Cái vé nạp này thì anh em ta sẽ phải tìm tìm cách, đó thì chính là em ta đi vượt ải, anh em thêm 4 thế lực đó thôi anh em sẽ được thêm 2 vé nữa. Còn những cái ải mà chỉ tốn có 20 thể lực đó anh em, đây những cái ải nè. 20 thể lực thì mình chỉ có 2 vé là tương đương với lại mỗi một vé là tới 10 thể lực anh em à. Còn 24 thể lực mà tương đương với lại 4 vé thì mỗi thể lực mỗi vé anh em chúng ta chỉ tốn có 6 thể lực thôi. Để anh em ta sẽ tốn được một vé. Và anh em ta sẽ sử dụng những cái vé này để vô trong phần truy nã ở lòng shop GM để có thể mua được. Đầu tiên anh em ta sẽ mua hai gói này. Sử dụng những cái vé này anh em, cái vé này chúng ta sẽ càng quét ở trong cái phần ải tinh anh hoặc là ải thường rồi đó anh em, sẽ chúng ta sẽ nhận được những cái vé GM này và anh em chúng ta sử dụng đây. Thì ở đây thì mỗi ngày thì cái mốc đầu tiên anh em chúng ta chỉ có thể là 0/100 thì tương đương với việc anh em chúng ta chỉ có thể sử dụng 100 đô mỗi ngày thôi. Đây là 1.498 đô của mình đó, tệ thì anh em mình sẽ gọi là tiền tệ nha. Thì mới đầu tiên chỉ cho anh em ta là 100 thôi, còn anh em là muốn xịn sò hơn đó thì anh em ta sẽ mua cái gói này với VIP đó. Với VIP này sau khi anh em mua xong thì anh em ta sẽ được như là sẽ nó sẽ mở giới hạn cho mình lên được tới 1.000 anh em mà, 1.000 cộng với 100 mặc định là 1.001. Còn anh em ta muốn lên được 2.000 thì bắt buộc chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Đây mỗi một nhiệm vụ hàng ngày sẽ cho anh em ta đây là 10 vé nha, 20 nè, 20 là 50 nha, thêm đây 50 nữa 100. Mỗi một ngày thì anh em ta sẽ được 100, tương đương với lại là anh em ta sẽ tăng cấp này lên được thêm 100 điểm anh em. Và qua ngày đầu tiên anh em ta làm full thì anh em ta sẽ được 100 điểm, đây sẽ lên được 1.002. Ngày thứ hai thì anh em ta sẽ lên được 1.003, 1.004, 1.005, 1.006 là 2.000 là sẽ maximum nha. Mỗi ngày anh em ta sẽ tiêu được 2.000 tệ.
Còn ở đây thì anh em ta sẽ không phải mua hết các cái gói này, ba gói này luôn nha anh em. Và sau đó anh em ta mới có thể là sử dụng cái xu cái vé tệ nè đổi qua vé kim cương. Đây là một cái vé này anh em ta sử dụng sẽ nhận được 1.000 điểm VIP với lại 1.000 kim cương. Đó. Nhưng mà khuyên anh em đừng có đổi này, anh em ta sẽ đổi những cái gương bên dưới này. Đấy, những cái gương bên dưới này anh em ta khi mà đổi xong tương đương với lại 998 tệ á. Đây là cái này nha. Thì anh em ta sẽ nhận được một cái gương bảo vật anh em ạ. Kèm theo đó anh em ta sẽ nhận được là 998 vé này tương đương với lại 998k kim cương anh em ạ. Thêm 998k điểm VIP nữa. Đó, anh em chúng ta cứ tiêu 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 vậy thôi. Bên dưới này anh em ta sẽ mua được cái này miễn phí nè. Còn muốn mua hết, muốn mua cái này thì anh em ta sẽ phải mua cái gói này. Và anh em đặc biệt anh em chúng ta chỉ nếu mà mua hết cái này luôn á thì tốn khoảng 205.000 anh em. 204.000 á, mua hết luôn. Còn mua lẻ thì sẽ mắc anh em, mua lẻ thì sẽ rất là mắc. Vậy mà anh em mua nếu mà mua được thì mua full gói luôn nó sẽ lời hơn. Rồi điểm VIP nè, VIP thì dễ lên lắm anh em ạ. Nếu anh em chịu chơi khoảng một vài ngày là anh em sẽ lên được VIP 16 đúng rồi. Cực kỳ dễ lên VIP nha anh em. Có cái thuyền ở bên đây thì nó hơi khó kiếm xíu anh em ạ. Thuyền bên đây thì cực kỳ khó kiếm luôn. Có thuyền Jin Bay này dễ kiếm anh em chịu khó đi vượt ải này kia kiểu anh em chúng ta sẽ có thể là càng quét được cái con thuyền Jin Bay này. Bảo vật cũng khó kiếm nha anh em. Bảo vật bên đây thì nói chung là chỉ kiếm được những cái bảo vật như cái này thôi. Từ những cái gương anh em ta mua trong shop GM thôi. Còn lại thì rất là khó kiếm anh em ạ. Bảo vật thì anh em ta sẽ phải vô trong cái shop để có thể là mua được những món bảo vật yêu thích, nhưng mà cái điểm danh vọng mình nó hơi thấp một xíu nè, cho nên hơi khó kiếm một chút. Rồi tiếp theo sẽ là cái gì nữa bây giờ ta soi tới cái gì đây, soi tới cái gì để anh có tính năng gì nó lạ lạ hơn không ta. Được 10 mảnh Yamato nè, mà nó tổng kết lại nha, nó tổng kết lại rồi và mình được 10 mảnh Yamato nữa. Không biết ngày mốt nó sẽ ra con tướng gì ở đây, lúc đó mình sẽ cập nhật hình cho anh em xem nha. Lại ở đây thì mình nhận được khá nhiều thứ nè, Odin này lên full nè, mặt trời nè anh em à, Katakuri nè, bố già trẻ nè anh em à, Sengoku nè, rồi Kaido, King, Kid, Luffy, Nika, Po Hancock, Luffy Drago, rồi này kia kiểu Yamato anh em à. Nói chung là nó cho miễn phí hết luôn, anh em chúng ta chỉ việc vô đăng nhập trải nghiệm mà từ từ kiếm thôi anh em. Và nó hoàn toàn miễn phí. Ở đây thì có Uta với lại Golden hiện tại giờ nó chưa có cho thôi anh em. Hai con này bắt buộc chúng ta phải vô trong cái phần truy nã này nè, Salon nè. Đó, truy nã đạt mốc rồi chúng ta sẽ nhận được Uta. Hình như có đợt nó cho con Golden thì phải, nhưng mà mình không nhớ là hồi nào. Đó, thì đây là một trong hai cái phiên bản Sunny. Đâu có tiêu dài Sunny thôi. Đây Sunny bên đây anh em ạ, Sunny nè. Còn đây là cái phiên bản 7 game nha. Mình đưa qua đây luôn đi, để nằm bên dưới được. Đó, đây là phiên bản 7 game, còn cái này là cái con game One Piece của rồi đây đây hôm qua mình có làm một cái video mình up lên đó anh em, thì ở đây là con game này. Rồi anh em nếu mà sau khi con game Gomu huyền thoại đóng cửa thì anh em ta nếu mà muốn tiếp tục trải nghiệm con game Gomu huyền thoại phiên bản N hoặc 7 game đó thì anh em có thể là tải hai con game này về và trải nghiệm tiếp nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Cảm ơn anh em quá nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.